Chào mừng quý cô bác đã trở lại kênh Món Chay của Mẹ Quê. Hôm nay em làm món ruột chay xào me nha. Ruột chay này được làm từ bột khoai sọ, nó dai dai, giòn giòn. Và ruột chay quý cô bác có thể mua tại các tiệm bán thực phẩm chay. Tiệm nào mà lớn lớn thì sẽ có bán ạ. Ruột chay đã có độ giòn, thêm vị chua chua ngọt ngọt từ me, thơm lừng mùi đậu phộng nữa. Món này ăn với cơm nè, hoặc là ăn với bún trắng đều ngon ạ. Cách làm thì siêu đơn giản luôn. Nếu quý cô bác thích món ruột chay xào me mà em làm thì xin mời vào bếp cùng thực hiện với em món này nha. Ở đây em có 300g ruột chay. Nếu không có ruột chay, quý cô bác thay thế bằng các loại chả chay cũng được nữa ạ. Vài cọng ngò rí, không thể nào thiếu đó là đậu phộng rang. Em dùng một muỗng canh đậu phộng rang. Gia vị nêm gồm có 1,5 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm chay, một muỗng canh nước cốt me, thêm một ít nước mắm chay và dầu ăn. Nguyên liệu chỉ đơn giản như vậy thôi ạ. Bây giờ quý cô bác cùng làm với em nha. Đầu tiên thì ruột chay em rửa sạch, sau đó thì cắt nhỏ cho vừa ăn. Ruột chay này quý cô bác có thể dùng để xào, nấu canh, nấu lẩu hoặc là nấu cù lao, rất là ngon. Cái độ giòn của nó giòn sật sật luôn á. Món này phải nói là nhanh gọn lẹ luôn á. Sau khi cắt xong thì em mang đi xào me, cho vào chảo một ít dầu ăn. Sau đó thì cho cọng ngò rí vào và phi thơm. Tiếp theo là cho ruột chay vào, đảo đều và nêm gia vị. Em nêm vào đây gồm đường, hạt nêm chay và nước mắm chay. Đảo đều cho ruột chay thấm gia vị, sau đó thì cho nước cốt me vào. Tùy theo khẩu vị của quý cô bác mà cho nhiều hay là ít nước cốt me nha. Nếu không thích chua thì có thể giảm lại. Em thì thích độ chua nhiều hơn. 300g ruột chay thì em dùng một muỗng canh nước cốt me. Ruột chay là thực phẩm đã được làm chín, cho nên khi nấu không cần quá lâu ạ. Em không cần cho thêm nước lọc nha. Chỉ xào ở lửa nhỏ đến khi nào ruột chay rút hết cái phần nước cốt me này là được. Nước cốt me đã rút khô rồi nè quý cô bác. Bây giờ cái mùi của nó khá thơm luôn á. Em sẽ cho đậu phộng rang giã nát vào. Món này sẽ ngon hơn nếu quý cô bác ăn kèm với một ít rau răm. Đảo đều khoảng 3-4 phút trên lửa vừa cho cái phần nước cốt me nó khô hẳn lại để cho miếng ruột chay nó săn ngon. Ruột chay khô và săn như thế này được rồi ạ. Bây giờ em trình bày ra đĩa nha. Đã hoàn thành xong món ăn rồi đó. Như thế này là có thể ăn với cơm hoặc là với bún. Khi ăn thì quý cô bác không cần chấm thêm vì ruột chay đã vừa ăn rồi. Quý cô bác ăn kèm với một ít dưa leo và rau răm ạ. Ruột chay giòn giòn, có vị mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua. Khi ăn thì có mùi thơm từ đậu phộng nữa, rất là hấp dẫn. Món ruột chay xào me em đã hoàn thành xong rồi. Rất cảm ơn quý cô bác đã bỏ thời gian theo dõi video của em nãy giờ nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác ở video sau ạ. Chúc quý cô bác thật nhiều niềm vui và sức khỏe, luôn có những bữa chay thật ngon miệng nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.